Học phí ngành dược năm 2024, theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, học phí ngành dược học với gần 49,7 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, học phí ngành y khoa, răng hàm mặt là 49,1 triệu đồng một năm. Tại Trường Đại học Y Dược Huế, mức thu học phí năm 2024-2025 đối với tân sinh viên ngành dược là 48,9 triệu đồng trên một năm học. Mức thu học phí này không áp dụng cho sinh viên đào tạo theo hình thức đặt hàng riêng, sinh viên là người nước ngoài. Tại khoa Y Dược Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2024-2025, ngành dược học dự kiến thu học phí 62,2 triệu đồng trên một năm học trên một sinh viên. Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2024-2025, học phí ngành dược học ở mức 55 triệu đồng trên một năm.